Ban an toàn giao thông quốc gia tại hội nghị tổng kết 5 năm thì tôi cũng nói rằng là sau 5 năm thì chúng ta đã phấn đấu cả đảng, cả nhà nước, cả quốc hội, cả cầu siêu để cho tình hình tai nạn giao thông nó giảm. Thế thì cũng rất mừng là trong 5 năm đây và đặc biệt là năm 2014 và 2015 thì cái số người chết là xuống dưới 10.000 người. Đây là một cái thắng lợi rất lớn. Mà trong đó thì có cả cái hệ thống chính trị, lực lượng công an dân nói chung và công lớn của lực lượng giao thông. Tuy nhiên bên cạnh cái quyết tâm chính trị đó thì lực lượng cảnh giao thông tôi là bị thương vong rất là lớn. Thì đây chúng tôi cũng báo cáo rằng là hiện nay là cái tình trạng người tham giao thông là vi phạm khá phổ biến, tình trạng chống lại người thi hành công vụ, rồi coi thường pháp luật, coi thường cơ quan thi hành pháp luật là một cách không chấp nhận được. Thì tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ là đằng sau đấy còn một cái tình người nữa, giữa con người với con người. Vì là chúng tôi là những người thi hành công vụ, thực hiện pháp luật của nhà nước để bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt và đảm bảo tính mạng cho nhân dân. Nhưng những người tham gia giao thông có những cái hành vi không tốt, thiếu tôn trọng pháp luật và thiếu cả tôn trọng cho tình người. Cho nên là cái việc chống lại người thi hành công vụ, tôi cho rằng là đấy là một hành vi không chấp nhận chống lại xã hội chúng ta. Theo đó thì tôi cũng đề nghị là tới đây sẽ đề nghị chính phủ là phải sửa các văn bản quy phạm pháp luật. Thứ hai là lực lượng thi hành công vụ đề nghị nhân dân và đề nghị mọi người tham gia giao thông chấp hành mệnh lệnh của cảnh sát và chấp hành pháp luật. Đây cũng là thể hiện một cái thượng tôn pháp luật. Và thứ ba nữa là trang bị vũ khí để anh em vững tâm đối với những cái đối tượng mà chống lại thì phải được xử lý một cách kiên quyết. Một cái việc nữa thì tôi cho rằng là rất quan trọng là những cái trường hợp mà anh em ngăn chặn lái xe ở trên xe nhưng lái xe vẫn điên cuồng bỏ chạy và dẫn đến chết người thì đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét đây là tội giết người để xét xử trước pháp luật. Thưa thiếu tướng, còn nói là sửa đổi pháp luật thì là theo cái hướng như thế nào ạ? Thì đề nghị